Trong chương trình toán lớp 6, chúng ta đã được học về khái niệm lũy thừa của một số tự nhiên. Và rồi sang chương sau chúng ta sẽ học mở rộng thêm, đó là lũy thừa của một số nguyên. Thì số nguyên là sao? Tập hợp các số nguyên thì ký hiệu là chữ Z, gồm các số âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3, vân vân. Còn cái phía vân vân này đó là âm 4, âm 5, âm 6 nhá. Được chưa nào? Có mấy phép tính kiểu như thế này này. Nó liên quan đến thứ tự thực hiện phép tính nữa, liên quan đến dấu ngoặc nữa. Cái dấu ngoặc nó đặt ở đâu, nó rất quan trọng. Và chúng ta lại thường bị nhầm lẫn và tính sai. Thì bây giờ thầy làm lại cho bọn con ghi nhớ. 3 bình phương thì là hai con số 3 nhân với nhau thì kết quả ra là 9. Âm 3 bình phương thì nó là hai con số âm 3 nhân với nhau và kết quả phải ra là dương 9. Tại vì định nghĩa là A bình phương thì bằng A nhân với A. Đúng chưa nào? Rồi âm của 3 bình phương mình phải đọc là như thế, thì cái dấu âm nó ở đây này. Còn cái 3 bình phương này này thì nó là 3 nhân với 3. Đây này, 3 bình phương đây này thì là 3 nhân 3. Còn dấu âm thì chép ra đây. Vậy kết quả phải là âm 9. Thế còn 3 mũ 0 thì sao? 3 mũ 0 thì bằng 1. Thế âm 3 mũ 0 thì sao? Âm 3 mũ 0 cũng bằng 1. Người ta đã định nghĩa và chú ý trong chương trình học phổ thông là gì? A mũ 0 thì bằng 1 với mọi A khác 0. Còn 0 mũ 0 thì không xác định hay là không tính được nhá, ghi nhớ. Tiếp tục này, trừ của 3 mũ 0 thì cái 3 mũ 0 này phải tính trước chứ. Dấu trừ nó nằm ở đây. Trừ của 3 mũ 0 tức là trừ của 3 mũ 0. Mà 3 mũ 0 là 1, vậy nó phải là trừ 1, tức là âm 1. Thế còn 3 mũ 3 thì sao? 3 mũ 3 là 3 con số 3 nhân với nhau, kết quả ra 27. Bởi vì A mũ 3 thì bằng A nhân A nhân A. Đó, định nghĩa nó vậy thôi. Thế còn âm 3 mũ 3 thì sao? Thì nó là 3 con số âm 3 nhân với nhau. Thế bọn con nhân đi, 3 con số âm nhân với nhau thì nó phải ra là âm 27. Rồi, cái phép tính mà trừ 3 mũ 3 thì chỗ này nó chỉ có một cái dấu trừ thôi. Còn cái 3 mũ 3 này này, mình hiểu là 3 mũ 3 như thế này. Và nó bằng âm của 3 nhân 3 nhân 3, kết quả âm 27. Đó, còn thắc mắc gì không nào? Thắc mắc thì nói với thầy, lại giải đáp cho.